Ngày 15 tháng 3, Quỹ ban nhân dân xã Dinh Tế tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn xã kinh Tế. Tại buổi lễ, Công an xã kinh Tế đã thông qua quyết định thành lập mô hình và ra mắt tổ liên gia an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Mô hình điểm tổ liên gia an toàn về phòng cháy và chữa cháy được triển khai tại tổ 4 ấp Dĩnh Khánh 2, xã kinh Tế, gồm 8 hộ dân liền kề tham gia. Mô hình an toàn phòng cháy và chữa cháy theo phương thức liên gia tức là liên kết các thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy giữa các gia đình sống gần nhau. Theo đó, các hộ dân tham gia mô hình đã lắp đặt hệ thống chuông báo cháy, nút nhấn dây dẫn, mỗi hộ trang bị ít nhất một bình chữa cháy, các nút báo cháy được lắp đặt ở các vị trí phù hợp tại mỗi hộ gia đình, được kết nối hệ thống dây liên kết hộ gia đình, bảo đảm các hộ đều nhận được tín hiệu báo cháy cùng lúc khi ấn bất kỳ nút ấn nào. Các hộ dân tham gia mô hình được hướng dẫn và trang bị các kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy việc xây dựng mô hình giúp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ ở địa bàn dân cư theo phương châm bốn tại chỗ nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân và các hộ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn